Như đã thông tin tại bản tin Nhật ký Cuộc sống ngày hôm qua về tình trạng khai thác cát trái phép rầm rộ tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, khiến cho phần lớn đất canh tác của người dân bị sạt lở nghiêm trọng. Vậy nguyên nhân vì sao nạn cát tặc lại diễn biến phức tạp? Nguyên nhân vì sao các cơ quan chức năng lại khó kiểm soát quản lý việc khai thác cát dưới sông, dẫn đến hệ lụy cả đại công trường hút cát rầm rộ chẳng ai hay ngoài những người dân ở nơi đây? Thông tin sẽ được hé mở trong phóng sự ngay sau đây. Đi một đoạn dọc theo dòng sông Chu, thật không khó để bắt gặp những con tàu dùng để khai thác khoáng sản như thế này. Cùng công an huyện Thiệu Hóa, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tàu đang neo đậu trên sông. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi được các cơ quan chức năng hỏi về số hiệu tàu, chủ tàu đã lấy ra một biển số được cất kỹ đưa cho các lực lượng chức năng xem xét. Là mình của công ty mà. Công ty hả? Vâng, họ đang làm cho công ty đường sắt. Có đăng ký đăng kiểm chưa? Chưa nhỉ? Chưa. Nhưng mà chỉ có số hiệu thôi đúng không? Vâng. Để phục vụ đội công tác thì anh cho tôi hỏi là tàu nhà mình đã có đăng ký đăng kiểm gì chưa? Dạ, em đăng ký đăng kiểm thì chưa anh ạ, bởi vì đây bọn em đoàn thuyền này thì cũng nhau cả. Bây giờ thì quá trình thì bọn em đậu cũng lâu nhỉ. Hàng chục chiếc tàu khai thác cát được trang bị đầy đủ các phương tiện, tuy nhiên lại không được đăng ký, đăng kiểm, không được chính quyền cấp phép hoạt động trong các mỏ. Đó là nguyên nhân khiến người dân ở đây cho rằng tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ. Khi mà tàu thuyền mà không có biển kiểm soát thì rất khó như là kiểm soát. Khi đã có biển số rồi thì chúng tôi có thể là từ xa chúng tôi có thể biết được cái biển số đấy là của ai, thì sau này chúng tôi sẽ gọi hỏi răn đe hoặc là xử lý và có cái điều kiện xử lý hơn. Thế còn không có biển số, không có đăng ký đăng kiểm thì rất khó quản lý các cái số tàu thuyền này. Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa còn 22 mỏ khai thác cát được cấp phép với trữ lượng 600.000 mét khối một năm. Tuy giá thành cát không cao, nhưng việc khai thác dễ, bán nhanh, tiền ngay là điều kiện hấp dẫn với các đối tượng khai thác cát trái phép. Bên cạnh đó, mức xử phạt hành chính cho hành vi này dựa theo khối lượng thực tế tại thời điểm bắt giữ quá thấp. Hai tàu cát được bắt quả tang vì khai thác cát trái phép trong đêm ngày 8 tháng 4 tại xã Thiệu Đô chỉ khoảng 2,5 triệu đồng mỗi tàu. Trong khi chỉ cần vài tiếng đồng hồ, hàng trăm khối cát sẽ được bơm đầy một cách dễ dàng và tháo chạy. Trao đổi với trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa cho rằng lực lượng và phương tiện không phải là vấn đề trở ngại lớn nhất trong quá trình kiểm tra thuyền khai thác cát trái phép trên sông. Đêm hôm 1-2 giờ sáng mà cái bọn cát tặc thì nó ở trên cái thuyền của nó rất là lớn, thuyền của nó có thể là chở hàng trăm khối, rồi trên đó nó có đầy đủ rồi cũng dao kiếm rồi các thứ ở trên đấy, cho nên là đuổi bắt được nó rồi thì lực lượng có thể là lên thuyền, nhưng mà đêm hôm nó lại bơi vào bờ đi thì mình nó để cho mình cái thuyền không, thế cũng không có biển kiểm soát gì cả, cũng rất là khó xử lý. Hàng chục hecta đất bị sạt lở, những ngôi mộ cuốn trôi theo dòng sông, và đến bao giờ những thanh âm hút cát mới thôi làm náo động cuộc sống của người dân hai bên bờ? Không thể mãi tự cứu lấy mình bằng cách lập chòi thay nhau canh gác. Có lẽ thứ người dân mong mỏi là có thể sống bình yên, canh tác bên cạnh dòng sông Chu.